nè. Đâu đông lắm. Bữa em bạn làm được mà. Mình không làm được. Nhưng mà sao bố mẹ em không bán được, anh có bán được không? Bố mẹ em sang quán được kìa. Không, thật sự bố mẹ em già rồi. Em mời em không muốn bố mẹ em làm nghề đấy nữa. Bố em mới làm được 2 năm thôi. Bao giờ cái gì đó nó làm nữa. Thôi. Em đi học bao năm mà về làm thì chó à? Có thiếu tiền được kìa em. Không, em thiếu gì nghề. Em anh thì nhiều việc thôi, sao làm được? Chị khâu gì vậy? Sáng năm anh đầu tư trồng 2.000 cây sầu riêng. Trồng 2.000 cây sầu riêng ạ? Qua Tết đi, làm. Rồi, ok. Để trên này này, có cái đoạn này lại này. Tí nữa em thấy nướng nó tèo. Cắt đi, cắt đi. Bụng lại đi, xong câu lòng léo này. Con này ít là xong không là nó ấy, tí ra nước hết. Vẫn ngon. Anh có suy nghĩ rằng là tí nó bỏ mấy cái này nó cháy không? Tí mình kê gạch cao lên, mình để cao lên, mình không sao đâu mà. Mình lúc nó cháy thì nó sát vào da thịt rồi. Cái này là nhựa nha. Không sao đâu, trời. Ăn bẩn sống lâu thằng tàu thế. Ăn gà nguyên thủy nhất trái đất, chưa từng gặp. Không, cái này phải tí lên thép buộc lại được. Đúng rồi, em nghĩ thế. Buộc cái cổ lại người được. Người ta khâu nhẹ nhàng hai phát thôi. Úi giời. Thông minh lắm anh liệu. Thông minh thật à. Em chỉ sâu ba phát, phát này nữa là xong. Mấy thằng Grab ở đây. Có người Grab nữa hả? Ở đây có Grab hả? Mấy thằng giao hàng. Hả? Rồi. Rồi, rồi anh toàn lấy. Ừ. Buộc lại được, không thì quay không được đâu. Nướng đi. Má đây cho mọi đứa con mở nướng vào cái bếp kia cho mà. Con có nướng được một con à? Ý là cái bếp nó nhỏ, à cái nồi nó nhỏ thì nướng. Nhưng mà nướng bếp đây nhanh mà. Kê gạch lên nướng. Anh bảo cho cách nướng. Cao vậy anh? Cao vậy chứ. Đừng tí nó cháy ra không chín à? Con kìa, rốt kìa. Xay đi. Sao em thấy nó phiêu thế nhỉ? Phiêu cái gì? Ê, cái con này. Lâu rồi tụi anh con đấy chứ đi. Đứng tầm tiếng vào trong này. Nếu này được ăn không? Được ăn nè. Mà nó lâu thôi. Ly quay cho mấy tiếng gì ạ? Anh ơi, anh sắp muối vào đây chưa? Sắp muối một canh thì mới thành là gà nướng, muối ớt. Cứu. Cứu mùa nó mùa này thì chịu rồi. Vâng, thưa quý vị, sau đây sẽ là món gà nướng gà cứu. Con em mổ môi đó. Đây, dưới đây. Đây, anh thế. Khâu, khâu, đâu, dưỡng đâu. Khâu. Chị. Cậu ngập đồ. Thưa ơi, một tổ wifi là gì? Một đến tí. Anh hỏi nó đấy, đây con trai ạ. Ghê hả? Hả? À. Đây là nữ hệ. Tập tụng đây như vậy này. Mẫu hệ chứ. Chỉ cần không lỡ là được không mà. Ủa dạ? Con nướng, con gà đấy chắc nướng phải ít nhất tiếng mới xong gà. 2 tiếng. Thôi lại đi. Tiếng gì? Tiếng rồi. Không thể đùa với bọn nó được. Bạn hãy gọi lại. Mệt chưa? Thở vậy? Thằng thì kiếm than này không chạy được rồi. Không. Không. Ok đấy. Ok. À, bác ơi, cháu không gọi nhầm số bác ạ. Làm cái slow motion đấy. Ai đấy? Bộ xà bác. Má mình lại mất nhiều, cũng là đợt mất mấy chục triệu. Xong rồi mày gửi lại còn 40 chục. Chứ là điện thoại còn 2%. Cách chừng 2 ngày ra, đường nước thì nó không chịu. Cách hẳn hẳn ra. Nó không có giữ tư thế. Chứ khó giữ chứ, bữa ăn không ngon mày ngồi đấy. Con này đang còn ấy lắm này. Đứng đầu mày chưa đây. Những cái đùi đằng sau chín được nhỉ? Chín trong chín. Nó mắc khi vị kia. Mà sống rồi, có người sống không? Đứa nào kia thằng biết lấy thằng biết nướng ăn hơn. Mùi nhuận gà to. Thơm à, thơm à. Lòng thơm á chứ không phải mày ấy đâu, lòng thơm á. Lòng mình nướng xong mình ăn luôn ở đây nhỉ? Ôi, từ con đấy sai nhỉ? Ba cây rồi. Đâu? Hai cây. Rồi bị cho mèo tự mò không đi. Chị lấy khó gì? Mang cái bí để nấu bên này. Nấu bên đây. Đem cơm ở chỗ lại ở dưới đây. Lôi bí để mà nấu này. Lôi bí về.
À, đây là không lấy phút đi không vậy à? Đó, bên đây thì có biết không? Cái mặt này bay lên nào. Đây em phát hiện gốc mít lên mặt quả, chụp quả gốc mít này. Hết mít chưa bác? Còn nhiều và còn nhiều nữa. Còn nhiều và còn nhiều nữa. Mấy đồng gái nhà bác ngay cửa nhà là mua gà, nhà có gà có không có thì mua gà đây núi đây. Các thanh niên ngồi nhìn con gà. Lương đâu mà trả cho bác? Ngon quá trời, khói quá. Ở chợ tình nhưng mà người ta toàn bán heo quay, chợ bầu cua. Bán hết bầu cua. 14-15 dặm đấy. Vương ở đây thì như còn chưa đi chợ tình nào ấy. Đi rồi.